Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn thuộc địa chỉ là Cầu Giàn, Linh Giang, Hải Dương, chuyên bán các loại dòng giàn âm thanh nghe nhạc. Vâng, bây giờ cũng hơn 8 giờ sáng của ngày 22 tháng 11 năm 2020. Thì trong lúc mà tôi đợi chờ những đoàn khách đến từ các tỉnh thành, các nơi xa tới cửa hàng của chúng tôi là xem giàn và lựa chọn những cái dòng giàn đẹp mắt, ưng ý và hay nhất để về nhà là vừa trưng bày và vừa nghe nhạc trong lúc rảnh rỗi. Thì bây giờ đây tôi cũng đang rảnh rỗi và tôi tranh thủ để lên làm một clip và test chi tiết một bộ giàn gửi cho một khách cũng ở rất xa cửa hàng. Vâng, trước mặt màn hình tôi đang quay là bộ giàn Kenworth A85 và hiện tại tôi đang phối ghép với một đôi súp VK90 đều cắm điện 220V. Vâng, bộ A85 và hai súp của gà chúng tôi là được anh Nguyễn Viết Đức có địa chỉ là ở xóm 3, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Vâng, anh Đức là một người cũng rất là đam mê âm thanh và thường xuyên là theo dõi kênh trên cả của chúng tôi trên kênh YouTube. Và anh Đức cũng đi tham khảo rất là nhiều nơi bán giàn trên các trang mạng. Biết tin là cửa hàng của chúng tôi là có rất nhiều những dòng giàn, đặc biệt là dòng giàn Kenworth A85. Thì anh Đức cũng đã đặt niềm tin vào cửa hàng và nhờ cửa hàng là chọn cho anh một bộ giàn thật là đẹp và cũng chọn cho anh thêm một đôi súp cũng thật là đẹp để phối ghép cho anh. Vâng, và để đáp lại cái thịnh tình của các khách hàng cũng như là cá nhân anh Đức thì đây là bộ giàn Kenworth A85 và hai cục súp là tôi cũng đã chọn lọc ra một bộ rất là đẹp các bạn ạ. Một bộ rất là đẹp. Để chứng minh được cái điều đó thì tôi sẽ quay hình thức, nhưng mà trước khi tôi đi vào việc chính thì tôi cũng xin một chút thời gian để tôi giới thiệu sơ qua về những dòng giàn, những dòng loa, những chiếc âm ly nghe nhạc mà nhiều khách hàng trong thời gian gần đây cũng liên tục là điện đến nhà hàng của chúng tôi. Sau đó tôi cũng sẽ báo giá qua để quý vị và các bạn chúng ta có thể nắm rõ hơn. Vâng, trước khi tôi thì giới thiệu những cái dòng loa, dòng giàn thì tôi sẽ quay hai số điện thoại đây để quý vị và các bạn mà muốn biết thêm chi tiết về những dòng giàn hay là cần tư vấn thêm về những bộ giàn, những dòng loa nghe nhạc cao cấp hơn giàn thì quý vị và các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại. Số đầu tiên là 0982 760 098 và số thứ hai là 0936 808 363. Còn nếu quý vị và các bạn mà không vướng bận công việc thì có thể tìm về địa chỉ của chúng tôi qua Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, Cầu Giàn, Linh Giang, Hải Dương. Bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn là theo tôi lên tầng 2 thì tôi sẽ giới thiệu là những dòng loa nghe nhạc cũng như là những dòng âm ly và tôi cũng sẽ báo giá luôn để quý vị và các bạn chúng ta là xem giá cả và thuận tiện thì hợp lý thì chúng ta sẽ chọn và đặt mua. Vâng, tôi đang ở trên tầng 2 của cửa hàng. Các bạn quan sát trên tầng 2 cửa hàng chúng tôi là hầu hết là bày những dòng loa nghe nhạc mà nhiều khách hàng đánh giá là cao cấp hơn giàn. Trong khi đó tôi cũng bày những đôi loa thất lạc giàn và một vài đôi loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những cái dòng loa khủng này, loa gấu và những dòng loa cũng mới về cửa hàng của chúng tôi trong 2 ngày hôm nay. Vâng, đầu tiên tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn là những dòng loa Onkyo. Thì tôi sẽ đọc cho các bạn để các bạn nắm rõ. Trước mặt mình tôi đang quay là những dòng loa Onkyo FRX này, các bạn sát này, và Onkyo D77FX là đôi loa thứ hai. Tiếp theo là Onkyo D77XD. Đấy, riêng dòng loa D77XD thì chúng tôi có quá nhiều rồi. Tôi chỉ bày ra hai đôi để làm sao là thứ nhất là trưng bày và thứ hai là cũng để quay và giới thiệu để các bạn có thể là biết rõ trên cửa hàng của chúng tôi có những dòng loa nào. Vâng, và ba dòng loa tôi vừa đọc tên trên là tất cả là đều sử dụng là trung đôm các bạn nhé, trung đôm, tép đôm. Bát của chúng là sử dụng là bát 30 và bộ đôi loa Onkyo D7FX là màng carbon da chăn cũng như là Onkyo D77XD, còn màng của D77FRX là màng các bạn có thể màng sợi tổng hợp các bạn nhé. Đấy, thiết kế bằng màng sợi tổng hợp, tôi quay cho các bạn xem rất là đẹp. Độ lặng của những đôi loa nó rất là lặng, nó lặng là cũng gần 1 tạ và công suất cũng là đều là trên 400W. Và giá tiền thì tôi thông báo để các bạn nắm rõ là tất cả những đôi loa tôi đang quay trên đây là trên 10 triệu đồng.
Tiếp theo là những dòng loa Kenwood LS990 Glass AD. Dòng loa Kenwood đây thì cũng là sử dụng trùng đôm tép đôm. Bát của chúng là sử dụng bát 311. Màng loa cũng là màng loa carbon da chăn. Và đặc biệt hơn là đôi loa Kenwood LS990 Glass AD là nó thêm cho chúng ta là hai lúm chỉnh là mít tép trên loa. Mít tép trên loa. Giá tiền cũng là trên 10 triệu đồng. Bên cạnh là đôi loa Teclic SB6A. Đây thì ngày hôm qua, ngày hôm kia chúng tôi cũng đều bán những cái đôi loa Teclic này. Rất là nhiều khách hàng là đến là đều nghe âm thanh, khách hàng đều là khen và hay. Của nó rất là thuận tiện. Thứ nhất là chúng ta là nó có những cái mưa, nó không hề căng các bạn ạ. Nhìn nó rất đẹp. Đây, không nó có màng lưới là chống chuột này. Đây là tép mà mít là sử dụng là đều là titan các bạn nhé. Và cũng có lúm tinh chỉnh là mít tép trên loa. Giá tiền của đôi loa Teclic SB6A là chúng tôi có 3-4 đôi đấy, tôi không nhớ, nhưng mà giá tiền của chúng là từ 7 triệu đến 9 triệu đồng, nó cũng tùy thuộc vào những cái đôi đẹp, đôi xấu các bạn nhé. Tiếp theo là những dòng loa Teclic 2190. Bên cạnh đôi loa Teclic 2190 thì chúng tôi vài đôi loa Puler 770. Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem 770 này, 2190 này. Bên trên là đôi loa Victor 370, lại sử dụng chung giấy tép giấy. Bên cạnh là đôi loa Soli 5050 có lúm tinh chỉnh mít tép trên loa. Những cái dòng loa sử dụng chung giấy tép giấy thì cái tém tép nó rất là bay các bạn nhé. Bên trên là đôi loa Onkyo D66 bass 25 thôi, cũng sử dụng chung đôm tép đôm. Và đôi loa Puler K850. Tất cả những cái dòng loa tôi vừa kể tên trên là đều là trên 5 triệu đồng. Đấy, bộ trên 5 triệu đồng một đôi. Tiếp theo là dòng loa Diatone DS501. Đây, bát của chúng là bát 311 các bạn nhé. Sử dụng trung đôm tép đôm và cũng có lúm tinh chỉnh là mít tép trên loa. Giá tiền của đôi loa Diatone DS501 là trên 10 triệu đồng. Bên cạnh đây là tôi bày những cái dòng loa khổng bát 30 tép kèn của full, như những dòng loa TBL, dòng loa Martin hay ADK, chuyên phục vụ là chủ yếu là chúng ta hát karaoke trong những cái dòng loa này. Đấy, nghe nhạc thì cũng được nhưng mà nó sẽ không được lọc lõi như những dòng loa vừa tôi nêu trên với các bạn. Vâng, những cái dòng loa bát của full tép kèn chúng ta mục đích chính là sử dụng vào hát karaoke. Khi đó là chúng tôi, các bạn đến các bạn chọn loa như thế nào, chúng tôi sẽ tôi ghép cho các bạn những cục đáy này, những chiếc vang làm sao là trông nó đơn giản, nó dễ chỉnh, mà trong đó nó thể hiện được cái độ hát là phải nó bay và hay. Vâng, tiếp theo đây là đôi loa Puler 1800DV các bạn nhé, S1800DV. Loa này của chúng là bát 310, bát 311 các bạn ạ. Sử dụng 3 đường tiếng, một bát, một trùng, một tép. Và giá tiền của chúng là chúng tôi có 4 đôi như này các bạn nhé. Và giá tiền là từ 18 đến 21 triệu những cái dòng loa Puler 1800DV. Bên cạnh đây chúng tôi cũng bày những cái dòng loa Kenwood này, T535 là những cái dòng loa cây. Đấy, trong đó chúng tôi cũng bày cả sang bên đây các bạn này. Bên đây chúng tôi cũng bày như dòng loa Kenwood này, T535 hay những dòng loa thất lạc giản này. Để tôi sẽ báo giá cho các bạn, những dòng loa cây thì nó có giá là từ 4 triệu đến 5 triệu 500 nghìn đồng. Còn những cái dòng loa thất lạc giản thì ngoại trừ đôi Puler tôi đang quay cho các bạn là G100, giá tiền của chúng là dưới 2 triệu đồng, còn lại là đều là trên 2 triệu các bạn nhé. Đôi đó đẹp nó lên tới 4 triệu 500 nghìn đồng. Ví dụ như đôi Palasolic thì tôi sẽ báo giá cho các bạn là giá của chúng là 4 triệu 2 để các bạn nắm rõ hơn về những dòng loa. Tiếp theo là những dòng loa Victor này, Z71 này, Puler 640 này, hay là dòng loa Soli V810. Vâng, bên đây để chúng tôi bày những dòng loa DS77HRX. Đây là những dòng loa cũng bass rất là khủng, bass đều là bass 30 trở lên và công suất cũng là đều là 400W trở lên. Giá tiền của chúng là trên 10 triệu đồng. Bên đây là tôi bày một đôi loa tôi vừa đang bị căng này, đôi loa Puler 18035 mã các bạn nhé. Giá tiền thì vừa rồi tôi cũng thông báo rồi. 180 với 1800DP thì nó có giá từ 18 đến 20 đến trên 20 triệu các bạn, cũng tùy thuộc thôi. Bởi vì là cái dòng này các bạn tôi nhiều đôi lắm các bạn, đến tôi chỉ độ đẹp độ xấu nó chênh lệch nhau khoảng từ triệu ạ. Vâng, và để phối ghép được với nhiều những cái dòng loa như vậy thì chúng tôi cũng phải sắm rất là nhiều những cái chiếc âm ly để các bạn chọn những cái đôi loa
Thế là chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn chọn những chiếc âm ly, phối ghép cho các bạn những chiếc âm ly cho nó phù hợp về âm thanh, về hình thức và cũng như là giá tiền làm sao nó phải phù hợp. Bên trên là tôi bày những cái chiếc quai các bạn nhé, quai của dàn chúng tôi cũng có, hoặc là những cái chiếc quai của những cái dòng âm ly phối ghép với loa chúng tôi cũng đều có cả. Còn giá tiền thì những cái dòng âm ly khủng đấy các bạn nhé, như âm ly chung chung thì chúng ta có thể sử dụng như Peeler 7.900, 7.800, 7.600 thì giá tiền của chúng là có từ là 4 triệu đến 6 triệu, còn 7.800 trơn thì chúng ta có thể là từ 7 triệu đến 8 triệu 2, 7.800 mắc đôi thì trơn 10 triệu, hay là những dòng âm ly săn xui đây các bạn này, 607 này đều là những dòng âm ly khủng 320W và giá tiền của chúng là cũng tầm từ 8 triệu đến 14 triệu về cả những dòng săn xui X707i hay X701. Và còn khu bên trong đây là hầu hết là tôi là cái kho chứa dàn các bạn nhé. À, như các bạn biết dòng A85 hay A97 thì lúc nào chúng tôi cũng tầm trên 10 bộ rồi. A97 chúng tôi có đến tới tầm tới 18 đến 20 bộ để các bạn quan sát. Đây là một bộ A97 mới bỏ từ bên trong ra, đây là bộ A97 thứ 18 rồi các bạn ạ. Đấy 18 bộ đấy, đánh dấu được các bạn. A97 thứ 18 rồi các bạn. Rất là nhiều những dòng dàn như vậy. Vâng, nếu quý vị và các bạn mà có nhu cầu là sử dụng những dòng loa, những dòng âm ly nghe nhạc hay những dòng loa nghe nhạc và hát karaoke thì quý vị và các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại. Số đầu tiên là 0982760098 và số thứ hai là 0936808363. Thế là hai số điện thoại trên trang của chúng tôi nó đều có Zalo, các bạn có thể là nhắn tin cho chúng tôi qua Zalo thì chúng tôi sẽ báo giá trực tiếp tới máy điện thoại cho quý vị và các bạn chúng ta nắm rõ hơn. Vâng, và tôi cũng đang có mặt tại tầng 1 của cửa hàng. Tầng 1 cửa hàng chúng tôi là hầu hết là bày những dòng dàn các bạn nhé. Dàn thì trên cửa hàng chúng tôi hiện tại bây giờ có tầm khoảng trên dưới 200 bộ dàn. Từ những cái dòng dàn đại đến những dòng dàn mini, và từ những bộ dàn đắt tiền đến những cái bộ dàn rẻ tiền là trên cửa hàng chúng tôi đều có cả. Qua clip thì tôi cũng báo cho các bạn để các bạn nắm rõ hơn là chúng tôi có những cái dòng dàn kèn uốc này, dòng dàn Soli này, Teclic này, Aiva này, Onkyo, Sansui, Peeler, hay là dòng dàn là Victor, Palasolic, các bạn nhận rất là nhiều những thương hiệu nổi tiếng đang có mặt tại cửa hàng. Thế nên là cũng có rất nhiều sự chọn lựa cho quý vị và các bạn. Các bạn đến cửa hàng chúng tôi nếu mà có thời gian điều kiện các bạn tìm đến cửa hàng thì các bạn có thể là chọn lựa thoải mái. Rất nhiều những dòng dàn, nhiều khách hàng là cũng bảo là tôi thích cái bộ này nhưng đến lúc vào hơi thì tôi sẽ bố trí thời gian ra cửa hàng. Đến lúc ra cửa hàng đang thích, ví dụ các bạn đang thích bộ thích Teclic chẳng hạn, nhưng đến cửa hàng chúng tôi các bạn nghe thử 4-5 bộ và cuối cùng các bạn lại chọn sang bộ Kenwood hay là bộ Soli, các bạn bảo là đúng thật. Đến cửa hàng thì sự chọn lựa nó rất là thoải mái, trong khi đó nó có những dòng, nhiều cái dòng mà dòng đẹp, bộ nào cũng muốn mua. Cuối cùng là cũng phải nhờ sự tư vấn của cửa hàng chúng tôi thì các bác đã chọn được những cái dòng dàn được ý. Vâng, thì nhân tiện qua clip thì tôi sẽ quay một số điện thoại nữa, đó là số điện thoại của người chuyên cung cấp đĩa CD, MD hay bằng cassette đấy các bạn này. Đây, số điện thoại của bên trung tâm bên đó người ta bán là 0834 này 808363. Hoặc các bạn đã có những cái dòng dàn rồi mà muốn tìm các bạn gọi là từ remote ấy, hay là điều khiển, tôi gọi điều khiển cho nó dễ, điều khiển từ xa, thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại trên cũng được, 0834 808363. Vâng, để không mất thời gian của anh Đức cũng như toàn thể quý vị các bạn thì tôi sẽ đi luôn vào mục đích chính thôi, đó là test chi tiết bộ dàn Kenwood A85 xuất cắm điện 220V và hiện tại tôi đang phối ghép với một đôi súp. Vì điều kiện là còn khách hàng vừa đến cửa hàng các bạn không biết đâu đấy, thì tôi cũng phải test quay nhanh cũng như là test cho anh Đức để tôi còn thời gian để tiếp những đoàn khách người ta từ xa tới. Vâng, như vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu đấy, bộ dàn Kenwood A85 trên gà chúng tôi cũng là được tôi chọn lựa rất là đẹp. Và để chứng minh được cái điều đó thì tôi sẽ quay hình thức. Lúc này anh Đức cùng toàn thể quý vị các bạn chúng ta quan sát này. Đây là chiếc loa bên phía tay trái các bạn ở đây này. Cái dàn này thực ra tôi bóc ra từ chiều hôm qua cơ. Đấy, nhưng mà tất cả các tính năng tôi cũng chưa có lau chùi được các bạn. Những cái vết bẩn các bạn nhìn kỹ nhé, vết bẩn chúng ta có thể là quẹt qua đã sạch rồi, vết bẩn lên đây. À, đúng không ạ? Quẹt qua đã sạch. Tôi chưa lau chùi đến lúc nào tôi test xong khách hàng đồng ý thì tôi sẽ lau chùi và đóng hàng cho khách hàng. Và các bạn quan sát chiếc loa bên kia tay trái rất là đẹp, nhưng các bạn gần như không mặt nó không, gần như nó không xước được các bạn. Tất cả những quạt trầm bạn chúng ta chỉ cần quẹt qua đã sạch. Đấy, trầm cũng rất là đẹp luôn. Đây là chiếc loa bên phía tay phải đây. Đây các bạn quan sát. Hai loa này,
mặt của nó gần như không xước sạn. Sẽ sử dụng là gân lụa tắm dầu nó rất là bền. Đây là quả súp bên phía tay phải tôi đây. À, hình thức của súp hay là hình thức của loa rất là đẹp. Đây là hình thức cắt thớt này. Tôi quay tôi bật flash lên, thế nên là mọi người nhìn rất là rõ các bạn nhé, nhìn rõ lắm, nó không có tình trạng là nó dòng kiểu là xước sát đèn dập vỡ các bạn. Và quắc cái bộ dàn rất là sáng các bạn ạ, quắc rất sáng sáng đẹp. Đấy, sau khi tôi quay hình thức xong thì bây giờ tôi sẽ đi test chi tiết từng thớt một. Đầu đĩa các bạn nhé, tôi sẽ test trước. Để lúc này là tôi đã cắm rắc dây rắc khiển rồi, tôi ấn đầu đĩa cái là play là tự âm đi, nó sẽ chuyển về CD các bạn. Và âm thanh của CD nó sẽ lên thôi. À, ok. Cái dòng 85 mà chúng ta có thể là chỉnh EQ các bạn nhé, chỉnh EQ hay là ra các bạn chỉnh chữ V là hay này. Trong đó nó có những cái lúc lâu lớp kích trầm này, lúc chỉnh bass tép này các bạn này. À, bass tép trên âm đi. Ok không ạ? Rất là hay. À, tiếp theo là thớt thứ hai này, thớt tuner. Thớt tuner thì chúng ta chỉ cần về phần tuner chúng ta chọn âm ly, chúng ta chọn tuner đây. Tay tôi đang chỉ ấn tuner và chúng ta dò sóng thôi. Sóng của tôi dò sẵn thôi, bây giờ tôi chỉ việc mở lên là được. Chi phí rất là nhiều. Và anh chưa nhớ là cái kinh phí mà địa phương đề xuất là 2.700 tỷ đồng đó. 2.890 mấy. Ok, tuner chạy rất tốt các bạn nhé. Mà đấy tôi chỉ bắt một chiếc anten đại diện là một chiếc dây loa thôi. Còn cuối cùng là thớt cassette. Thớt cassette thì giả cũng khít khí các bạn nghe. Nhưng mà để chứng minh được nó hoạt động tốt, chạy đồng đều thì tôi vẫn cứ test thôi. Bây giờ tôi sẽ test cái bằng số 1 trước này. Chúng ta test chứ, test chúng ta tua qua tí. Tua các bạn đi. Sợ nó dắt đấy, vừa đấy mà mình không tua vẫn play ngay thì kiểu gì băng nó dắt. Tôi nói thật các bạn. Thứ về tab này các bạn này. Ok, cửa băng số 1 xong. Sang cửa băng số 2 đây. Rất là nhanh thôi, test này nó rất là nhanh thôi. Không gì cả. Chúng ta nhớ trước khi cho băng chúng ta tua qua tí. Ok, cửa băng số 2 chạy tốt các bạn nhé. Hai cửa đều chạy cả đây. Tôi hứa tôi cho anh Đức một cái băng thì đây tôi liền tiền nhân tiện đây tôi cho anh luôn cái băng nó băng của Nhật. Hai loại tôi đá trong giàn này. Thì về nhà anh cứ tua qua tí anh cho chạy là ok. Tiếp theo là bây giờ tôi sẽ ra đằng sau là hướng dẫn cách cắm dây rắc vào súp này, kết nối súp này. Xong khi đó tôi cũng sẽ đọc sơ di để tạo sự minh bạch giữa người bán và người mua. Đây các bạn xem hình thức này, chiếc loa này, súp này, hình thức là hình thức các thớt đấy các bạn ra đây. Hình thức các thớt rất là đẹp này. Đúng ạ, rất là đẹp. Đây là loa bên tay trái này, đây là súp. Còn là sơ di các thớt tôi sẽ đọc đầu tiên là 30503634 này, tiếp theo là 20140239 là tuner. Đây các bạn có sao đây? 11200157 là EQ. Còn âm ly đây là 20300717 thôi, con số kia nó hơi mờ tôi không đọc được. Cassette là 20211652 là thức cassette. Đấy. Còn đây là hiện tại đường cắm vào dàn chúng ta cắm đường AUX là 1 này, cắm đường video là 2 và cắm đường BS là 3 mà đến đát chúng ta không cắm được. À, chúng ta đang hiện tại tôi đang cắm ở đường AUXC và dây loa này, tôi đang đấu đây, xanh và xanh, đỏ và đỏ này. Đấy, còn cắm súp chúng ta một quả chúng ta có thể cắm vào dàn, cái quả bên đây để chúng ta có thể cắm vào dàn hoặc là hai quả chúng ta cắm ra ở ngoài, hai quả cắm ở ngoài cũng được. Tôi đang cắm đấy các bạn. Đấy. Còn là đường cắm súp thì tôi sẽ ra tôi sẽ chỉ luôn cho các bác. Đường súp thì các bạn nhìn nên nó ghi cái từ súp, súp ao. Đây, đây hiện tại tôi đang cắm một rắc chia, một ra hai để muốn vế ra một quả súp. Đấy các bạn nhé, cắm vào đường súp ao này. Mỗi vế ra một quả súp là chúng ta cắm thôi. Bây giờ tôi sẽ lên trên mặt trước để các bạn tôi sẽ bấm về đường vừa tôi hướng dẫn các bạn là đường AUXC. Thì bây giờ tôi sẽ chọn chúng ta cho volume nhỏ nhỏ nhé. Chọn AUXC này, EQ nhảy vặn volume lên. We'll be right back.
Vâng, vừa rồi tôi có quay lại chiếc camera, gần lại những chiếc loa bass, loa trung, loa tép và loa center để chứng minh rằng là các loa hoạt động tốt, lại chạy đồng đều. Thì lúc này anh Đức còn cần nghe rõ hơn, như các bạn thì chúng ta có thể đeo tai nghe và ta nghe rất là rõ. Cũng rất tiếc, xin phép quý vị và các bạn là tôi sẽ tạm dừng clip tại đây thôi. Thì trước khi dừng clip thì tôi xin có lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đăng ký ủng hộ kênh cũng như là đóng góp ý kiến để giúp cho cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện hơn trong lĩnh vực là bán hàng. Và hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2020. Thì tôi cũng xin kính chúc cho quý vị và các bạn là có một ngày chủ nhật là vui vẻ nghỉ ngơi, vui vẻ cùng bạn bè, người thân và gia đình. Tôi cũng xin chúc cho công việc của quý vị và các bạn luôn luôn thành công. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo.